Con xin kính thưa sư ông. Vâng. Dạ, thưa liễu xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Dạ, con thưa sư ông. Dạ, thì có một bạn nhờ con đó sư ông, nhờ con hỏi câu này cho sư ông đáp, giải đáp giùm cho bạn đó sư ông. Là có phải tu là dứt hết tư tưởng không sư ông? Đúng rồi. Mình là cái người tu á, là mình chỉ biết lo con đường tu luyện kinh pháp mà thôi, biết tụng kinh nè, niệm Phật, coi kinh rồi như sao, chứ còn cái chuyện đời á, cái chuyện đời là mình cái tâm của mình á, cái tâm của mình là kêu bằng bỏ hết chuyện của trần ai đó, là bỏ hết, không có nghĩ, không có tưởng. Còn còn cái chuyện mình làm ăn á, thì mà mình cũng vẫn làm, bởi vì mình còn phải ăn mà, mình làm lấy có tiền có cả có cơm mà ăn. Còn nhớ gì cái tâm á, cái tâm của mình là mình buông hết chuyện đời, không nghĩ không tưởng chứ đó đó, đó mình là cái tâm mình chỉ biết lo 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 tu á, cho tâm chỉ biết kinh pháp, biết Phật pháp đó, biết cái con đường tu mà thôi, chỉ là nó như vậy đó. Chứ còn mình là cái người tu mà cái tâm còn 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 lo cái chuyện đời, lo cái chuyện làm ăn mua bán, nào là lo đói, lo no, lo nghèo, lo khổ, lo chết, lo sống, lo tùm lum hết trơn đó, thì còn cái giờ nào nữa nữa mà tu mà chuyện như vậy. Bởi mình làm là làm, nhưng mà làm ăn suốt cả đời, nhưng mà còn cũng là tu. Mình làm cái việc thiện á, mình làm cái việc mà có đức hạnh, làm cái hiện luôn, làm cái việc hiện đức đó, đó là cũng là tu à. Chứ còn cái tâm của mình thì mình làm như cái tâm mình cũng vẫn là lúc nào cũng nghĩ tới Phật pháp, lúc tới nghĩ tới con đường tu, nghĩ tới kinh pháp á, cũng như cái tâm mình lúc nào mình cũng nhớ tưởng tới kinh pháp để mà sụt á, để mà sụt lòng á, vậy là như vậy đó. Chỉ có cái tâm mình hướng về đạo là được, tưởng đạo là được, tưởng Phật pháp, tưởng con đường tu và được. Chứ còn cái tâm mình nghĩ cái chuyện là đó là cái tâm mình nó bị động đó. Còn mình tưởng tới kinh pháp, tưởng tới Phật pháp, tưởng cái chuyện mình tu á, đó là cái tâm mình nó không có bị động, là nó sẽ được tĩnh tâm, thì là như vậy. Có bạn cũng 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 đặt ra câu hỏi nhờ sư ông giải đáp với sư ông, là người người dốt nát có tu được không sư ông? Bởi vậy Đức Phật nói cái người dốt á, thì cái người ta biết chữ, người ta coi kinh tụng kinh đó, hoặc là đọc kinh. Còn còn cái người dốt á, đâu có biết chữ đâu mà dùng kinh mà coi mà tụng mà đọc gì đâu, thì cái người dốt chỉ niệm Phật đó. Chỉ niệm Phật không suốt cả đời mình đó, thì khi mà mình không còn ở trần gian nữa đó, thì cũng được cái ngày mình ngày mình về trần anh cũng được Đức Phật trước đem về Đức Cực Lạc, đem về Đức Đức Phật để mà hưởng phước, không còn luân hồi trên cái thế gian này nữa, và không còn chết, không còn khổ nữa, chuyện là nó như vậy đó. Chứ còn cái người biết chữ á, thì người ta tu á, để người ta tu bằng kinh pháp, tu luyện, tu là ta là tu kinh cái kinh pháp để mà ta tu tập, để mà người ta luyện đạo á, thì tu đó là gọi là tu tiên, tu Phật, tu đó để mình đắc đạo quả, mình được ngồi trong ba cái thừa giáo: Thanh Văn thừa, Như Giác thừa và Phật thừa, tức là mình được thành tiên thành Phật á, chỉ là cái dạng như vậy đó. Còn cái mình cái người dốt mình cũng cũng tu được, nhưng mà mình tu á, mình chỉ biết niệm Phật không, người Niết Phật mình cũng cũng đắc đạo quả nữa, mình cũng thành chánh quả nữa, là mình cũng được giải thoát, không còn luân hồi trên thế gian này nữa, chỉ là như vậy đó. Còn cái chuyện mà tu mà như mình dùng cái kinh kinh cái người biết chữ mà tu, dùng cái kinh đại thừa tu, dùng cái kinh tiểu thừa mà tu á, các cái tiểu thừa tu là cũng để giải thoát mà thôi, chỉ có dùng cái kinh đại thừa á,
cũng như cái kinh của kinh Diệu Pháp Liên Hoa này là kinh đại thừa đó, đó mình tu á, tu đó là mình sẽ đắc đạo quả, mình sẽ được ngồi trong ba cái thừa giáo, tu đó là gọi là tu tiên tu Phật á. Bởi vì Đức Phật dạy chúng sanh, Đức Phật cho chúng sanh ai cũng muốn tu, dùng cái kinh, dùng cái cuốn kinh Pháp Hoa để mà tu, để mà đắc đạo quả. Bởi vì Đức Phật á, Đức Phật khi mà Đức Phật mà giáo hóa chúng sanh á, Đức Phật cứ pháp á, để Đức Phật lúc nào cũng dùng cái pháp đại thừa để mà thuyết pháp, không có dùng cái pháp tiểu thừa, mà dùng cái pháp đại thừa, tức là cái cuốn Diệu Pháp Liên Hoa kinh này đó, mà khắp chắc như mà khắp mười phương cũng vậy, còn cũng dùng cái cuốn kinh Diệu Pháp Liên Hoa này để mà thuyết pháp, chứ không có dùng cái pháp tiểu thừa để mà thuyết pháp, để mà độ chúng sanh. À, chuyện là như vậy á, mà chúng sanh á thì cái trí rất cạn, cái trí rất là kém, cái trí không có được cái trí không được cái thông minh trí huệ đó, thành ra cái trí không có hiểu được biết những cái lời nói Đức Phật nói mà rất là cao siêu, hiểu không nổi, thành ra mới là khi không có dùng cuốn kinh Pháp Hoa để mà tu. Bởi vì cuốn kinh Pháp Hoa Đức Phật nói rất là cao siêu dữ lắm, thì chúng sanh tu thì phải mình một thời gian mình tu lâu ngày, mình coi lâu ngày, mình mới có thể bắt hoại được đó, mình mới có thể hiểu được đó. Chuyện là nói như vậy đó. Còn cái kinh tiểu thừa đó thì Đức Phật nói dễ biết, dễ hiểu, dễ nghe, dễ thấy được. Còn cái đầu biết cái đó, còn cái đầu biết cái đó, thành ra chúng sanh ai cũng thích cái kinh tiểu thừa để mà tu đó. Chuyện là như vậy đó. Nhưng mà Đức Phật đó thì biểu là chúng sanh đó thì tu nên dùng cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này để mà tu á. Bởi vì Đức Phật mới nói những ai á mà tu mà biết quý trọng của kinh Pháp Hoa để mà tu á, để mà tu tập á suốt cả đời á, thì những người đó đó kêu bằng đối với mà Phật, đối với Bồ Tát á, là nó khi mà đắc đạo quả đó, đó là nó không còn xa, có thể gần gũi đạo Bồ Tát không còn xa. Nghĩa là Đức Phật nói tu á, cái qua tu mới có thể đắc đạo quả là thành tiền thành Phật được. Còn những người kêu bằng không quý trọng của kinh Pháp Hoa này đó, mà dùng kinh khác mà tu á, thì dùng kinh khác mà tu, những cái người đó đó tu á thì có thể còn cách đạo Bồ Tát còn xa, nghĩa là tu khó mà đắc đạo quả mà thành tiền thành Phật được, chỉ là tu đe sớm mà thôi, chỉ là như vậy á. Bởi vậy tôi mới giải thích cho rành rẽ những lời Đức Phật nói mà chúng sanh không hiểu được á. Tôi giải thích cho, bởi vì tôi mới là mình dùng cái cuốn kinh Pháp Hoa này để mà tôi cho chúng sanh để mà sảnh về đang mà lâu mà tu á. Còn những người á, người ta không thích, người ta thích hiểu rồi á, ta không chịu tính trên này, ta dùng cái kinh hiểu rồi để mà tu á, thì chỉ là cái duyên của họ như vậy rồi, thì mình không thế nào mà mình có thể mình cải hóa cái gì đó nữa. Bởi vì Đức Phật nói những người như vậy đó, bởi vì những người đó cái duyên của họ như vậy, cái quả của họ như vậy, cái thể của họ như vậy, cái lực của họ như vậy, cái tâm ý của họ như vậy đó, cái thì trước sau đều lún láo như vậy đó, đó là không còn cách nào khác hết trơn, thì người ta muốn như vậy đó, thì mình cũng phải chịu cho người ta dùng kinh đó để mà tu luyện thôi, chứ còn người ta không có sách kinh Pháp Hoa đó, thì mình giàu có mình nói gì người ta cũng không nghe, người ta cũng không chịu thánh đó. Bởi vì Đức Phật nói kinh Pháp Hoa là kinh đại thừa, là Đức Phật muốn cho chúng sanh ai cũng tu cái dùng kinh đại thừa để mà tu để mà chứng quả, đi mà đắc đạo quả. Bởi vì Đức Phật mà giáo hóa chúng sanh là Đức Phật dùng cái pháp đại thừa để mà thuyết pháp, Đức Phật không có dùng cái pháp tiểu thừa để mà thuyết pháp. Bởi vì Đức Phật dùng cái pháp đại thừa đó là cuốn Diệu Pháp Liên Hoa kinh này á, vậy là nó như vậy đó. Dạ, có bạn cũng nhờ con hỏi sư ông á, sư ông là có chồng có vợ thì làm sao tu được hả sư ông? Cái chuyện đó
Cái chuyện đó là dĩ nhiên trên đời này ai cũng vậy thôi. Nói về những người có gia đình, có vợ, có chồng thì những người đó cũng cũng đều tu được cả. Tôi nói cô nghe, những người có vợ có chồng tu thì cái chuyện đời á, cái chuyện đời mình còn phải làm, còn phải làm đi rồi còn có gia đình là có vợ có con có chồng có con còn phải lo cho cha cho mẹ rồi cho tất cả gia đình rồi lo nói lo cái chuyện lo nói lo no nhưng nào là đau ốm bệnh hoạn rồi thành ra cái con đường tu anh nó mất cái sự giờ quý báu không có được rảnh rỗi để mà giờ ngó cái kinh pháp á, không coi là có thể mà coi kinh được nhiều, không có cái mà mình có thể là tu luyện nó được nhiều quá, thì cái chuyện nó như vậy á, đó là mình mất mát không không có bằng cái người ta sống độc thân đó. Chứ còn tu cũng nó cũng có đầy đủ đức hạnh, bởi vì khi mà có vợ có chồng á thì mình lo cái chuyện đời là mình lo chuyện đời, lo cho cái chuyện đời rất là chu đáo, cho chu toàn những cái chuyện đời. Còn cái chuyện đạo qua thì mình chỉ tu, cái nghĩa tu là mình không có làm ác, không có tham, không có ác, mình giữ hai cái giới đó mà thôi đó. Mình làm suốt cả đời, mình làm đã có mà ăn đó cũng là tu, đó cũng là tu, chứ không có phải là ăn chay ăn lạc là tụng kinh niệm Phật chứ cũng tu, cái nghĩa nó vậy á. Nhưng mà mình làm cái việc thiện chứ mình có làm đừng có làm cái gì tham ác nữa. Đó là cái nghĩa đó, là cái nghĩa đó mình là cái người tu là không có tội hết. Thì khi mà mình không còn ở trần gian này nữa đó, hoặc là mình trở về già, hay hoặc cái ngày nào mình ra trần á, không còn ở thế gian này nữa đó, đó là mình sẽ được Phật trước đi về đất cực lạc để ở để mà hưởng phúc đó. Chứ còn cái chuyện mà cái đạo hạnh mà nó cao siêu quá thì không có thế nào mà đắc đạo quả là làm cái bậc hành tiên hàng Phật đó thì nó khó lắm, cuối cùng chỉ là đắc lợi đạo cái quả thánh là cùng, bởi vì cái quả thánh là cái quả là cái quả mà cái bạn cái quả hàng thánh giác á, trong có ba cái tượng giáo Đức Phật phân ra ba cái tượng giáo là thanh văn thừa, duy giác thừa và Phật thừa, đó là cái người tu mà cái đạo hạnh rất kém quá đó, cái đức hạnh mà kém quá đó thì nó rớt vào cái hàng thanh văn, rớt vào cái hàng thanh văn đó là những cái cõi thánh thì cõi trời á, đó là nó cũng không còn không có còn phải 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 luân hồi, phải còn luân hồi trên thế gian này nữa đó. Nó cũng được sung sướng rồi đi về cái cõi trời ở đó, ở hưởng phước tới khi nào mà hết phước á thì cũng xuống trần để mà tu nữa, khi mà tu để mà bòn cái công đức á, được công đức này để rồi mới trở về cái cõi trời, nó chỉ là như vậy đó. Còn còn cái mà tu mà có gia đình có chồng có vợ con cái rồi này kia, cái công chuyện làm ăn nó là không có rảnh đâu, không có rảnh tay, đâu có thì giờ mình để mình giờ ngó cái kinh pháp mà để mà tu luyện vậy, thành cái công đức nó phải kém, nó phải mình đi lướt vào cái đạo đức mà mình cái rất cái hàng cái bằng cái thượng giáo là cái thượng giáo thứ ba đó, là cái bằng sanh văn thừa đó, đó là mình đã đặt là cái quả thánh mà thôi. Còn còn nếu mà mình tu mà mình tôi muốn cho cái đạo mình mà nó có đức hạnh cho nhiều ăn cho rất cao cả, thì cái chuyện đời làm sao mà mình còn lo cái chuyện đời nữa được, thì đời cũng lỡ dở mà đạo cũng lỡ dở luôn đó. Bởi vì trong đường đạo và đời nó có hai con đường à, kêu 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 bằng á à, theo đạo bỏ đời, theo đời bỏ đạo đó. Mà đạo đời muốn cho chu đáo toàn vẹn nó thấy đó là đời mình lo cho đủ ăn sống tạm qua ngày mà thôi, của cuộc kiếp này mà thôi à, rồi cái con đường đạo thì mình cũng cái giờ rảnh mình lo mà mình tu hành coi kinh được đó, đọc kinh coi kinh tụng kinh rồi chuyện là như vậy đó, thì cái đường tu đạo đời nó được trọn vẹn đó. Bây giờ nói là Phật nói lại cái mình xử thế xử sao cho tròn xử thế, đường tu sớm sớm luyện dạng đường tu, đó là đạo đời nó cũng được được thành đạt hết, nó cũng được chu đáo hết, nó cũng hoàn thành hết.
còn cái kiểu mà đạo, mà đạo thì cũng muốn cho đắc đạo, mà đời cũng muốn muốn cho muốn muốn cho được cái kêu bằng đạt thành, là cái kêu kêu bằng đời muốn cho được đầy đủ cái gì cũng muốn, muốn cho giàu sang phú quý vinh hoa như người ta thì không có thể nào được. Bởi như vậy là mình là bắt cá hai tay rồi, mà bắt cá hai tay tức là kêu bằng đạo một tay ta nắm gì bên đường đạo, một tay nắm bên cái đường đời, thì hai cái đó đạo không ra đời, đời không ra đời, đạo không ra đạo, người không ra người, quỷ không ra quỷ, không được có nói rằng trên này và cái gì hết. Cái đạo đời mà muốn cho trọn vẹn á thì mình cái con đường tu á thì mình á, mình làm cái chuyện làm ăn trên đời á, khi mà mình lo cho gia đình sống với đời này, lo chỉ sống tạm một kiếp này đủ ăn, có cơm ăn đủ ăn gì đâu, đừng có mong cái mộng mình dòm lên mà bắt chước người ta, thấy người ta giàu mình bắt chước theo người ta dòm lên hoài là không thể nào biết chừng nào mà cho cái chuyện đời mà nó cho chu tròn được, thì là như vậy. Rồi cái đạo, cái đường đạo nó lỡ dở hết trơn. Rồi nếu mà mình cứ mà lo cái chuyện đời hoài, rồi đủ hỏi sách ngày đã tháng hết năm đó, thì đâu có cái thời giờ quý báu đâu đó để mình cái con đường đạo mình coi kinh coi kệ, là mình tụng kinh mặc gì, cho nên nó phải mất mát cái chuyện con đường đạo phải mất mát rất nhiều, nó lỡ dở rồi nó thành ra không không có cái đạo quả của mình, nó không có đắc đạo được cao thâm như cái người người ta có thể người ta sống mà độc thân, nó sẵn thời nó rảnh rang là nó chỉ suốt suốt đời phải đeo đuổi ngày đêm, ta cũng lo kinh pháp người ta lo tu luyện không, thành ra cái đức hạnh cái đạo hạnh người ta nó phải cao thâm, nó phải nhiều, nó phải hơn cái người có gia đình, chứ có gia đình có vợ có chồng thì cũng tu được chứ không phải được. Nhưng mà mình cái đời chuyện đời mình lo đủ ăn mà thôi, vậy là mình sợ gì cái con đường đạo mình, cái giờ rảnh mình lo cái đạo mình tu, chứ còn mà đời mà muốn muốn cho giàu có, cho vinh hoa phú quý, mà đạo muốn cho đắc đạo, mà muốn thành chính quả, cái chuyện đó là không thể nào được cả người đó, là cái đạo nó cũng được một cái rồi. Còn cái người đời á, người ta theo đời bỏ đạo thì cái chuyện đời nó là nó được trọn vẹn, nó được vinh hoa phú quý, nó có đại, nó có dư giả giàu sang phú quý đó. Còn cái con đường đạo là cái giờ mất mát rồi, không còn được cái đường nào tu mà nắm được. Để cái người theo đạo là cái người tu là họ bỏ đời hết, không có dính dấp cái lợi, phải chịu nghèo chịu khổ chịu đói khổ 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 trên cơ bằng, không có cách nào mà làm cái gì để mà bằng cái người đời được. Bởi vì mình tối ngày sáng đêm bán năm suốt đời mình lo tu luyện không, tối ngày cứ lo tụng kinh, nhưng mà làm gì mà có tiền, làm gì mà có gạo là mình có của, mà kêu bằng bằng cái người đời được đó. Bởi vậy mình một hai con đường, một là theo đời, hai là đậu cái con đường đó, mà Đức Phật mới nói, nó mới rõ rõ cho chúng sanh biết là sai một đời đó, sai đời bỏ đạo, sai đạo bỏ đời, mà Đức Phật nói là sai bộ đời là quý là ma, sai bộ đạo mới là cao quý đó, như đó mê đời bỏ đạo đó, đó là cái chuyện rất tốt và quý đó, mê đời bỏ đạo đó là cái chuyện đó, đó là cái chuyện là nó không có cái gì để quý, quý báo hết. Còn cái mình mê đạo bỏ đời đó là cái chuyện đó là cái quý rất tốt, bởi vì trên trên cái đời á thì giàu có mình, cái chuyện đời mình có tiền của bao nhiêu, có không biết bao nhiêu của, khi mà xuôi tay nhắm mắt rồi á thì bỏ hết, không còn cái đem gì cho được, mất hết không có được cái gì hết đó, còn chỉ có đem được cái tội cái phước. Mà còn cái người tu là cái người đạo là theo đạo bỏ đời là phải chịu nghèo chịu khổ đó, mà phải lo tu luyện, lo tụng kinh niệm Phật suốt cả đời, thì người ta lúc nào cũng được một cái đạo quả, một cái đức hạnh nó rất là nhiều, rất là cao thấp á, rất là cao cả như vậy đó. Khi mà họ lìa trần rồi á thì họ có được một cái là có một cái phước,
có một cái đức hạnh rất là cao thanh, đó, cái đức hạnh rất cao cả, gọi là Đức Phật gọi những cái người đó đó là người có là một đại đạo tâm, là một đại đạo bồ đề, một đại đạo bồ đề, đó là cái người đó cái mà đức hạnh rất là đầy đủ, chỉ là như vậy. Rồi lúc khen những người đó, Đức Phật khen những người đó là hai chữ lành thai, đó vậy là như vậy đó. Xin cảm ơn sư ông. Dạ, thưa liễu xin chân thành cảm ơn quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn. Xin chúc quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn thân tâm luôn an lạc ạ. À.